đằng sau sự biến mất của ông chủ ngân hàng Trung Quốc. Vừa qua, China Renaissance Holdings thông báo họ không thể liên lạc với Bao Phan, chủ tịch kiêm CEO, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này. Thông tin này khiến giá cổ phiếu của China Renaissance mất tới 50% giá trị. Ngoài ra, sự biến mất khó hiểu của tỷ phú này cũng đã làm rúng động giới công nghệ và tài chính Trung Quốc. Bởi lẽ việc một chủ tịch ngân hàng lớn mất tích thường đồng nghĩa với việc sẽ có một cuộc thanh trừng và chấn chỉnh lớn tới từ chính phủ. Người trung gian cho các thương vụ mua bán và sáp nhập phức tạp. Bao Phan sinh năm 1970 tại Thượng Hải, Trung Quốc, có cha và mẹ đều làm việc trong chính phủ. Ông học tại Đại học Phúc Đáng danh tiếng của Thượng Hải trước khi gia nhập làn sóng du học nước ngoài. Trong khi nhiều người chọn tới Mỹ hoặc Anh, Bao Phan đã dành 4 năm tại trường kinh doanh Na Uy BI ở Oslo. Sau khi lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Na Uy, Bao Phan làm việc tại Credit Suisse và Morgan Stanley ở London và New York. Cuối năm 1990, ông chuyển tới Hồng Kông. Tại đây ông tập trung vào các công ty trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông. Năm 2000, Bao rời Morgan Stanley để trở thành giám đốc chiến lược tại Asia Info, một nhà sản xuất phần mềm có trụ sở tại Bắc Kinh và là một trong những công ty công nghệ của Trung Quốc sớm niêm yết tại Mỹ. Công việc này giúp ông được giới thiệu với các doanh nhân mới nổi như Jack Ma khi ấy đang phải vật lộn để tìm kiếm lợi nhuận. Năm 2004, Bao Phan quyết định tự mình thành lập China Renaissance để thu xếp các giao dịch tài chính tư nhân nhỏ cho các công ty thu hút được các vòng tài trợ vốn mạo hiểm ban đầu. Hồi đó, những công ty này rất nhỏ, nhưng bạn có thể thấy chúng có tiềm năng to lớn để phát triển với tốc độ cực nhanh, ông nói. Chiến lược đó đã hoạt động hiệu quả. Kể từ đó, Bao Phan đã tư vấn cho các đợt IPO trị giá 26 tỷ đô, các thương vụ M&A, cho bán trái phiếu chuyển đổi và phát hành riêng lẻ cho các khách hàng công nghệ Trung Quốc. Và China Renaissance đã xây dựng khoảng 600 triệu đô la tài sản được quản lý bằng cách mua cổ phần trong các công ty đầy triển vọng này. Bao Phan cho rằng, ông thành công là nhờ vào lợi thế của người đi trước và có một nhóm am hiểu công nghệ mà ông gọi là nhóm Alpha để tìm ra những người thông minh nhất trong số những người thông minh. Ở một quốc gia nơi các ngân hàng đầu tư địa phương tích lũy tiền dễ dàng nhờ đưa các doanh nghiệp nhà nước tham gia thị trường, thì Bao Phan đã biến các công ty công nghệ thuộc khu vực tư nhân thành thị trường ngách của riêng mình. Bao Phan đã tuyển dụng nhân viên ngân hàng đầu tư và cựu nhà đầu tư mạo hiểm Xiang Zhou, 34 tuổi, để lãnh đạo nhóm Alpha. Ngoài ra còn có Ruo Yusun, 24 tuổi, chuyên gia công nghệ. Bộ đôi này đã tạo ra một nền tảng Internet dựa trên ứng dụng nhắn tin WeChat để kết nối các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu với các nhà tài trợ. Công ty của Bao Phan đã đầu tư vào các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc NIO và Li Auto, được niêm yết tại Mỹ, đồng thời giúp những gã khổng lồ Internet Trung Quốc như Baidu và JD.com hoàn thành việc niêm yết thứ cấp của họ tại Hồng Kông. Ngoài ra, Bao Phan cũng đã giúp môi giới cho vụ sáp nhập năm 2015 giữa hai dịch vụ giao đồ ăn hàng đầu của đất nước là Meituan và Dianping. Tính đến 2020, công ty của Bao Phan đã tham gia vào khoảng 980 giao dịch với tổng giá trị 146 tỷ đô. Để tránh cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn nước ngoài như Goldman Sachs hay các ngân hàng nội địa được nhà nước hậu thuẫn như CITIC Securities, China Renaissance quyết định chỉ tập trung vào lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Vụ mất tích bí ẩn. Chiến dịch thắt chặt quản lý ngành công nghệ của Trung Quốc vào năm 2021 đã tác động lớn đến công ty của Bao Phan. Doanh thu trong nửa đầu năm 2022 của tập đoàn đã giảm hơn 40% so với một năm trước đó, để tập đoàn từ mức lãi 175 triệu đô trong nửa đầu năm 2021 xuống mức lỗ 22 triệu đô. Ngoài ra, theo giới quan sát, đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc ngày càng theo sát bước tiến của China Renaissance. Năm 2017, China Renaissance đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ICBC International, một bộ phận của ngân hàng quốc doanh ICBC. ICBC International đã cung cấp cho ngân hàng này một hạn mức tín dụng trị giá là 200 triệu đô, với tài sản đảm bảo là các cổ phiếu China Renaissance. Theo thỏa thuận, khoản vay này sẽ được hoàn trả ngay sau khi niêm yết tại Hồng Kông. Ông Tung Lin, một nhân vật quan trọng trong thương vụ hợp tác với ICBC, sau đó đã gia nhập China Renaissance vào năm 2020 và sau này trở thành giám đốc bộ phận chứng khoán của công ty. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên China Renaissance thuê lãnh đạo có quan hệ tốt với hệ thống ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm ngoái, Tung đã bị một cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc yêu cầu đến làm việc. Chỉ 3 ngày sau, Tung bị lực lượng chức năng giam giữ và lặng lẽ rời khỏi các vị trí chủ chốt trong công ty.
Đến giữa tháng 2 năm 2023, đến lượt Bao Phan được cho là bị mất tích bí ẩn. Trong thông báo cuối ngày 16 tháng 2, ngân hàng Renaissance cũng đã xác nhận việc không thể liên lạc với ông. Ngay sau tuyên bố, cổ phiếu của Renaissance giảm 30% trên sàn giao dịch Hồng Kông. Đến ngày 17 tháng 2, cổ phiếu của ngân hàng này tiếp tục giảm đến 50%. Giới công nghệ và ngành tài chính Trung Quốc rung rẩy. Sự biến mất khó hiểu của tỷ phú 52 tuổi Bao Phan đã làm rúng động giới công nghệ và tài chính Trung Quốc, đồng thời khiến cho các ánh mắt nghi ngờ hướng vào Bắc Kinh khi thực hiện nhiều vụ thanh trừng trong lĩnh vực công nghệ trong các năm qua. Ông Desmond Shum, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính Trung Quốc, đặt câu hỏi, liệu sự kiện này có ảnh hưởng lớn hay không? Đối với ngành công nghệ Trung Quốc, đó là một khoảnh khắc rất rất đáng sợ. Trên thực tế tại Trung Quốc, việc một chủ tịch tập đoàn lớn đột ngột mất tích có thể là dấu hiệu cho một cuộc điều tra hoặc đợt chấn chỉnh mới của các cơ quan quản lý. Người đó có thể vắng mặt để hỗ trợ điều tra hoặc là đối tượng của một cuộc điều tra về tham nhũng hoặc tội phạm tài chính. Theo Bloomberg, không lạ khi một giám đốc điều hành tại Trung Quốc không liên lạc được vì đang bị triệu tập để điều tra. Hồi năm 2015, chủ tịch Fosun Guo Wang Chang đã biến mất một thời gian ngắn nhằm hỗ trợ một cuộc điều tra. Ông đã xuất hiện trở lại sau đó và cam kết rằng doanh nghiệp sẽ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Trong khi đó, doanh nhân Xiao Qianhua, người đứng sau đế chế Trung Quốc Tomorrow Holding, cũng từng mất tích bí ẩn tại khách sạn Four Seasons ở Hồng Kông năm 2017. Thời điểm đó, theo nguồn tin của South China Morning Post và Tài Kinh, doanh nhân này đã bị đưa ra khỏi Hồng Kông, quản thúc tại gia ở Thượng Hải và chờ ngày ra hầu tòa vì tội gian lận tài chính. Đến tháng 8 năm 2022, ông Xiao bị kết án 13 năm tù vì tội sử dụng trái phép các quỹ, hối lộ và những tội danh khác. Tòa án tại Thượng Hải cho biết, ông và Tomorrow Holding đã vi phạm nghiêm trọng trật tự quản lý tài chính và gây tổn hại đến an ninh tài chính quốc gia. Vào tháng 8 năm 2018, tập đoàn điều hành song bạc Landing International Development cho biết, chủ tịch Giang Chi-huê cũng đã biến mất. Ông xuất hiện trở lại 3 tháng sau đó và giải thích rằng đang hỗ trợ chính quyền điều tra. Nhưng đến tháng 11 năm 2022, Landing cho biết đã đình chỉ chức vụ của ông Giang. Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Kỳ hạn Hồng Kông bắt đầu các thủ tục tố cáo ông này vi phạm những nhiệm vụ ủy thác liên quan đến các giao dịch kinh doanh. Đặc biệt nhất là vụ mất tích bí ẩn của ông chủ Alibaba Jack Ma. Cụ thể, Jack Ma xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng vào ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Thượng Hải. Ông đã có một bài phát biểu, trong đó ông kịch liệt chỉ trích cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc. Và ngay sau đó, phía cơ quan chức năng đã có những động thái phản ứng đầu tiên. Phiên IPO của Ant Group đã buộc phải hủy bỏ và Jack Ma đã được triệu tập tới Bắc Kinh để điều trần. Và từ đó, ông hầu như biến mất khỏi mọi phương tiện thông tin đại chúng. Nhà đầu tư lo sốt vó. Dĩ nhiên, khi các giám đốc điều hành và công ty bị nhắm tới, cổ phiếu sẽ lao dốc và nhà đầu tư chịu thiệt hại. Chẳng hạn, giá cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba đã sụt giảm mạnh sau khi tỷ phú Jack Ma gần như biến mất khỏi công chúng. Việc ông Bao Phan biến mất cũng làm dấy lên câu hỏi liệu ngành tài chính và công nghệ của Trung Quốc có sắp bị trấn áp hay không? Vào cuối năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động một cuộc điều tra chống tham nhũng quy mô lớn nhắm vào lĩnh vực tài chính trị giá 60.000 tỷ đô của nước này. Hàng chục quan chức Trung Quốc đã bị kỷ luật. Cuộc điều tra cũng nhắm vào các ngân hàng đầu tư và công ty môi giới, trong đó có Everbright Securities và Huatai Junan Security. Theo Bloomberg, đến năm nay, Trung Quốc đã sẵn sàng bổ nhiệm các quan chức được biết tới với những chiến dịch chấn chỉnh gắt gao đứng đầu các cơ quan giám sát ngân hàng và chứng khoán của nước này. Nỗi lo của nhà đầu tư càng lớn hơn khi vào ngày 26 tháng 2 năm 2023, China Renaissance Holdings đã xác nhận nguyên nhân chủ tịch kiêm CEO Bao Phan vắng mặt trong nhiều ngày qua là bị triệu tập để phục vụ cho một cuộc điều tra. Cụ thể, trong tài liệu nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 26 tháng 2, China Renaissance khẳng định Hội đồng Quản trị đã nhận được tin CEO Bao Phan đang hợp tác với một cơ quan chính phủ trong một vụ điều tra. China Renaissance Holdings không tiết lộ cụ thể vị trí hiện tại của vị CEO Bao Phan cũng như cơ quan mà ông đang hợp tác. Báo giới trong nước cho biết rất có thể ông đã bị triệu tập để điều tra vụ án liên quan đến một cựu giám đốc tại China Renaissance. Tuy nhiên, trong tài liệu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, China Renaissance cũng khẳng định ngân hàng vẫn sẽ hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của ông Bao. Theo South China Morning Post, tuyên bố mới nhất của China Renaissance đã chính thức chứng thực tin đồn xoay quanh việc Bao Phan, nhân vật quan trọng hàng đầu trong ngành công nghệ và tài chính Trung Quốc, bị chính quyền triệu tập để điều tra. Điều này đã khiến cho hàng loạt nhà đầu tư không khỏi lo sốt vó, vì đối với họ điều này đồng nghĩa với việc
ngành tài chính và công nghệ Trung Quốc lại chuẩn bị đón những cơn sóng thần mới từ chính phủ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!